Tôi yêu một người con gái, mà tôi không ngỏ lời với người ta. Nhưng mà họ hiểu và họ tới với tôi. Thành ra nó mới có cái chuyện là em đến tôi một lần. Thì cái đó là một cái mối tình câm mà rồi để lại cho cuộc đời mình thành một bài hát. Thế thôi, không có cái gì cả. Yên thế.